Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Camry thời điểm tháng 10 năm 2023. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản Camry cao cấp nhất, phiên bản xăng lái điện, có giá niêm yết là 1.495 triệu. Và hiện tại thì dòng Camry đang giảm rất là sâu. Một năm về trước đứng ở Toyota thì em giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này đang bán nguyên giá và gần như không có xe để giao. Nhưng hiện tại em đang sẵn xe giao ngay, khá là đủ màu cho anh chị và có ưu đãi rất là lớn cho dòng xe này. Thì trước khi giới thiệu sâu hơn về dòng xe hybrid của Toyota Camry thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán của dòng xe Toyota Camry đến hiện tại. Trong khi quay một vòng xung quanh ngoại thất thì Camry vẫn được phân phối ở thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản là 2.0. Một là phiên bản 2.0G thì có giá niêm yết cho phiên bản 2.0G là 1.115 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm là 60 triệu tiền mặt cho dòng xe này và tặng cho anh chị gói phụ kiện chính hãng, thì lăn bánh sẽ rơi khoảng 1.161 triệu và tặng cho anh chị gói phụ kiện chính hãng. Phiên bản thứ hai là phiên bản 2.0Q có giá niêm yết là 1.220 triệu và hiện tại thì bên em đang giảm là 46 triệu tiền mặt, lăn bánh nó sẽ rơi vào là 1.3 triệu. Còn phiên bản cao cấp 2.5 thuần xăng thì có giá là 1.405 triệu và hiện tại thì bên em đang giảm là 60 triệu tiền mặt và giá lăn bánh em xin lỗi một chút là 1.405 triệu, giảm 51 triệu tiền mặt và giá lăn bánh nó sẽ rơi khoảng 1.5 tỷ. Còn phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản cao cấp nhất có giá niêm yết là 1.495 triệu, hiện tại thì bên em đang giảm 58 triệu tiền mặt và lăn bánh nó chỉ rơi vào khoảng 1.592 triệu thôi. Thì so với năm ngoái thì chắc nó rẻ hơn được khoảng, nếu mà để ra biển thì nó rẻ hơn được khoảng 60 cho đến 100 triệu tùy thời điểm đấy anh chị ạ. Thì để nói về phiên bản xăng lái điện này thì nó rất là hay, đi rất là yên tĩnh cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt là lúc tăng tốc cảm giác nó sẽ rất là khác biệt so với bản thuần xăng, nó bốc hơn nhiều bởi vì là chiếc xe này được sử dụng thêm một động cơ điện nữa. Song song với động cơ xăng 2.5 đã rất là khỏe rồi thì lại có thêm một động cơ điện để phụ trách cái tăng tốc xe, lúc mà đặc biệt lúc mình đề pa, lúc mình tăng tốc thì cái moment xoắn của cái động cơ điện nó rất là lớn nên anh chị tăng tốc cũng rất là mượt mà yên tĩnh. Và ngoài ra một cái đặc biệt nữa là cái máy điện lại có thể hấp thụ được cái năng lượng dư thừa của máy xăng, cũng như là hấp thụ được cái phanh tái sinh khi anh chị giảm tốc độ để nó hấp thụ vào cái pin của hybrid và sau đấy là sử dụng cái năng lượng từ pin đấy ra, nên là cái tiêu thụ nhiên liệu cho dòng xe này chỉ hơn 4 lít cho 100 cây thôi. Và anh chị thấy xe thì cũng rất nhiều chức năng, có cảnh báo điểm mù, có giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, rồi đèn pha thích ứng, cửa sổ trời, la răng 18 inch. Camry thì khỏi phải nói về chất xe rồi. Đây là một chiếc xe ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen. Thì bên em có các lựa chọn về màu ngoại thất là trắng và đen, nội thất cũng có hai lựa chọn là đen và be. Anh chị nào có thể lựa chọn là trắng nội thất kem, trắng nội thất đen như hiện tại, hoặc là đen nội thất kem, hoặc đen nội thất đen như là nội thất chiếc xe này. Nhìn thấy em đề lên này, nó không có một tiếng gì, chỉ ngoài một chữ là ready là như này em có thể là về đê và đi luôn rồi. Xe thì có rất nhiều chức năng, đèn tự động, pha thích ứng này, cam 360, rồi có cảnh báo tiền va chạm, rồi có cả rèm cho hàng ghế thứ hai, rèm sau và cửa sổ trời. Cam gì đây anh chị thấy đây, nó sẽ thể hiện các cái mức năng lượng ở đây, như anh chị thấy là sử dụng ắc quy khi nào, sử dụng động cơ khi nào, sạc khi nào, anh chị sẽ thể ở đây. Và xe có cả điều hòa 3 vùng tự động sạc không dây, có cái bảng điều khiển cho hàng ghế thứ hai. Thì em xin phép cập nhật về cái giá của Camry nhanh như vậy, anh chị cần em tư vấn thêm về chiếc xe Camry và đặc biệt là phiên bản xăng lái điện này, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.